Động lực nào để bạn quyết tâm? Nỗ lực giảm cân thành công. Có đôi khi, động lực khiến bạn giảm cân với quyết tâm cao nhất lại xuất phát từ những người đang có ảnh hưởng lớn với bạn. Vài trường hợp sau đây sẽ cho bạn biết những lý do đã khiến một số chị em nỗ lực giảm cân thành công như thế nào trong 100 câu chuyện giảm cân cùng Korea. Giảm cân vì chồng. Chị Korea cho chị một vóc dáng như vậy, chị rất là hài lòng. Cái bữa đó chị coi Facebook, chị thấy bên Korea của em là có chương trình làm giảm béo. Cái chị vô chị coi 2 ngày, chị đưa cho chồng chị coi. Ngày thứ 3 là chị xin chồng chị đi. Giảm cân để có công việc tốt. Có thể là mọi người sẽ không tin, nhưng thực sự em là người trải qua và em cảm thấy là em rất khỏe mạnh. Công việc của em từ cái ngày mà em quyết định mà em đi giảm cân ấy, thì là em thấy mọi thứ đều rất suôn sẻ. Giảm cân để tự tin hơn trong tình yêu. Em đến với Korea là em hy vọng em có thể thay đổi và có thể tìm lại cái tuổi xuân của mình. Giảm cân vì con. Thì bây giờ chị có thể chủ động chăm sóc nó hơn, thì cảm giác như mẹ con cũng gần gũi hơn, thân thiện hơn. Giảm cân để thoát bệnh. Khi chị giảm được cân như này, cuộc sống của chị thay đổi hoàn toàn. Kiểu như là đi ra một ngã rẽ khác. Thế là bây giờ là đi cùng các anh, là mình không phải là các anh chờ nữa, mà mình thậm chí kiểu đi phăm phăm đi trước cùng các anh. Nhưng chỉ quyết tâm thì chưa đủ. Có thể thấy, để nỗ lực giảm cân bằng quyết tâm cao nhất có rất nhiều lý do. Từ những câu chuyện trên, có thể rút ra một điều: giảm cân lúc nào cũng cần thiết và không bao giờ muộn. Và để giảm cân thành công, bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm, kiên trì, bạn cần phải chọn đúng phương pháp giảm cân an toàn, hiệu quả, bền vững. Quy trình giảm mỡ 5 sao công nghệ Martin Nanomax. Bước 1, khách hàng được chuyên gia thăm khám, xác định lượng mỡ thừa trong cơ thể. Bước 2, kiểm tra tỷ lệ tích mỡ so với khối lượng cơ thể bằng máy đo chuyên dụng. Bước 3, mỗi khách hàng được xây dựng phác đồ giảm mỡ riêng phù hợp với thể trạng và mong muốn sau liệu trình. Bước 4, Viện Thẩm mỹ Korea cam kết bằng văn bản về hiệu quả giảm mỡ, đảm bảo sức khỏe cho khách hàng trong suốt liệu trình. Bước 5, tác động tính chất giảm mỡ trong không gian vô khuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, chỉ 30 phút, không xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng, khách hàng duy trì sinh hoạt bình thường sau liệu trình. Hơn 30.000 khách hàng thành công đã khẳng định vị thế hàng đầu về giảm cân, giảm mỡ của Viện Thẩm mỹ Korea. Hệ thống Viện Thẩm mỹ Korea, cơ sở 1, số 100 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, cơ sở 2, số 1 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng đài 1900 0361, hotline 0911 85 9999.